Sáng nay khi mà đi mua đồ ăn sáng á, thì mình thấy có một cái nó cũng vui. Đó là mình đến một cái quán chay mà mình thường mua đồ ăn sáng như bình thường thôi. Mình cũng không có để ý là hôm nay là ngày nào, hôm nay là ngày mấy cả. Tại vì thường mình không có theo dõi lịch âm. Nhưng mà khi đến mua một cái hộp xôi chay á, thì mình phát hiện là hôm nay quán có dựng thêm một cái bàn kế bên cái tủ bánh mì như bình thường. Thì thường mình để ý là vào những cái ngày mà người ta ăn chay lớn á, ví dụ giống như là gần giữa tháng này hoặc là cuối tháng á, thì quán mới bắt thêm một cái bàn nữa để bán thêm nhiều cái món khác. Thì mình mới lấy điện thoại ra để mình coi thử lịch âm hôm nay là ngày mấy, thì phát hiện ra là hôm nay là ngày 30 cuối tháng đó. Thì mình mới suy nghĩ là thì hôm nay cũng hữu duyên cho nên là mình sẽ ăn chay nguyên một ngày hôm nay luôn, cũng như là sẽ dẫn mọi người theo để giới thiệu với mọi người thêm về những cái địa điểm mà ăn chay tại Cà Mau và ẩm thực chay tại Cà Mau nó như thế nào nha. Ok, thì buổi sáng thì mình ăn đơn giản là một cái gói xôi chay. Thì đây là cái gói xôi chay mà mình mua. À, bình thường á, thì quán sẽ bán là 20.000 một hộp xôi. Tuy nhiên thì có lần mình ăn gói xôi 20 á, thì mình thấy là nó nhiều quá, ăn không hết thì nó phí quá. Cho nên là bình thường mình lại á, thì mình sẽ mua một gói 15 thôi, là ăn vừa đủ buổi sáng. Trưa nay á, thì mình cũng thật sự là chưa biết là sẽ ăn cái gì và ở đâu. À, đến trưa thì khi mình đi ăn á, thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Trưa nay thì mình ăn ở đây nè mọi người. Tiếp tục là một cái quán chay khác ở bên khu phường 5 thành phố Cà Mau. Ở phường 5 á, thì có hai cái quán chay mà mình thường đến ăn. Một là cái quán lúc sáng mà mình mua xôi chay nè. Còn hai á, là quán này. Và quán này á, thì mình thường đến ăn trưa. Trưa hôm nay thì mình gọi một tô bún chả giò chay. Và mình có xin thêm một cái chén nước súp nữa để ăn kèm. À, đây là tô bún chả giò chay 25.000 của mình hôm nay nè. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn chưa? Để ăn xong tô bún rồi á, mình ra phía trước quán chỉ đường cho mọi người nha. Cái quán chay mình vừa ăn á, thì nằm ở trên đường 30 tháng 4 nối dài. Thì cái phía đó, đó là ga chợ phường 5 đó mọi người. Ở đây là cái Bách Hóa Xanh lớn ở phường 5 nè. Thì mình có thể là từ cái điểm này mình chạy vào. Đây, đối diện với quán cơm chay á, thì sẽ là cái chỗ này đó, và đây chính là quán cơm chay. Đó, để mình qua bên đường mình quay cho mọi người nhìn rõ hơn ha. Ngoài này vẫn là Bách Hóa Xanh phường 5 mọi người ha. Rồi mình chạy vào cái đường 30 tháng 4 nối dài này, thì đây quán cơm chay nằm ngay ở cái dãy này đó. Chào mọi người, hiện tại thì mình đang trên đường đi ăn tối. Nhưng mà khi đến giữa cầu đôi Phan Ngọc Hiển á, thì mình thấy một cái đám mây xa xa kia nó đẹp quá. Cho nên là cũng dừng lại quay một chút xíu cho mọi người xem. Còn khung cảnh này á, thì nhìn phía xa kia là phường 5 đó mọi người. Thì hôm nay là mình sẽ đi ăn tối ở một cái quán chay nó lề đường thôi. Nhưng mà theo mình biết á, thì quán chay này á, cũng thuộc dạng là lâu đời nhất ở Cà Mau rồi. Tại vì mình nhớ là mình đã ăn ở đây từ những năm mà còn đi học cấp 2 lận. Thì quán từ trước đến giờ khi mà mình biết á, thì vẫn bán lề đường như thế này thôi. Thì mình gọi một tô bún riêu với lại một cái cây chả giò. Bình thường thì mình chỉ ăn bún hoặc là phở hoặc là một cái món chính thôi. Nhưng mà hôm nay mình thấy chả giò ngon quá cho nên là mình gọi thêm một cây nữa. Và thiệt sự là chả giò ở đây ngon lắm mọi người. Nếu mà mọi người có dịp đến đây ăn thì có thể là kêu thử một cây ăn nha. Sau khi mà mình vào ngồi chưa được bao lâu hết á, thì quán đã bắt đầu đông lên rồi mọi người. Cho nên là cái việc quay nó cũng hơi khó khăn, thành ra là mình cũng ăn vội thôi rồi mình đi. À, trước khi về đó thì mình có ghé một cái cô bán đậu nành cũng ở lề đường nữa. Và cô này thì bán ở cái vỉa hè phía trước kho bạc phường 5. Thì mình gọi thêm một ly đậu nành nóng nữa, ngồi uống một chút xíu rồi nữa mới về. Vậy là hôm nay mình đã có một ngày ăn chay thật là ngon rồi. Hy vọng là qua cái video này á, mọi người sẽ có được thêm những cái thông tin về những cái quán ăn chay mà khi mà đến Cà Mau, hoặc là mọi người ở Cà Mau khi mà muốn ăn chay á, thì có thể là đến thử những cái quán mà mình giới thiệu ha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.